Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game One Punch Man của VNG. Ok, hôm nay thì mình đã lì xì cho rất là nhiều mấy anh em, như là khoảng cỡ 30 anh em á anh em. Khoảng 30 người gửi số điện thoại. Lúc đầu mình định tặng cho 15 bạn thôi, nhưng mà thấy nhiều bạn quá cho nên là mình quyết định mình sẽ tặng thêm cho mười mấy bạn nữa. Như là cũng khoảng cỡ tầm 30 người á anh em, 30 bạn. Đó, những anh em nào mà có xài ví Zalo Pay mà có để số điện thoại thì có thể là check thử trong ví Zalo Pay xem thử là có nhận được chưa nha anh em. Hồi nãy mình xem thử là chỉ có được khoảng cỡ tầm phân nửa thôi. Phân nửa anh em là mới mở ví, mở nhận lì xì thôi. Tại vì khi anh em mở nhận lì xì thì bên mình có nhận được thông báo là những ai đã mở đó, nó có hiện thông báo lên cho nên là mình biết được. Vì vậy còn những anh em nào mà chưa mở thì anh em nhanh tay mở ra để mà mua mấy cái khối nạp nha anh em. Để không thôi là nó hoàn lì xì lại cho mình nữa. Rồi sau đó mình lại lì xì cho những anh em khác may mắn hơn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái tựa game One Punch Man PNG đi. Có anh em và khuyên mình nên sử dụng vaccine men để mình xem thử con vaccine men của mình hiện tại bây giờ nó được bao nhiêu mảnh rồi nè. Vaccine men trang bị, ủa lộn anh em, sao ghi anh em vô trong nhân vật chứ, tăng sao nè. Ê, mình được đến 45 mảnh vaccine men rồi anh em. Bây giờ mình có thể là up cho nó lên được 3 sao nè, đây nó có thể lên được 3 sao, còn lên được 4 sao thì hơi khó ha. Ở đây hiện tại bây giờ 5 mảnh này, lên 4 sao chắc nó phải cần tới 10 mảnh nữa anh em. Tại giờ mình có thể là mình up nó lên được 4 sao, lộn, lên được 3 sao. Nếu mà bây giờ mình up lên thì mình phải bỏ bớt Fubuki nữa ta. Hiện tại giờ Fubuki 3 sao rồi. Đó, nếu mà mình cố gắng mình nuôi này kia, Fubuki có khả năng là lên được 4 sao. Nhưng mà giờ đang phân vân quá anh em. Giờ bỏ con Kabuto ra thì cũng hơi tiếc ha, tại lỡ đập nó lên tới đây rồi. Bây giờ thì phải quét mảnh này để mà có thể up cái con vaccine men lên 3 sao mới được. Anh em nếu mà xem có cái gì đó góp ý được, anh em cứ góp ý cho mình nha anh em. Hiện tại bây giờ tại mình chưa có tập trung nhiều cái thời gian vô cái trong cái game này cho nên là nó hơi bị thọt quá anh em ơi. Mấy bữa trước tại bên game đảo kho báu nó ra nhiều sự kiện quá cho nên là mình tập trung mình làm bên kia nhiều quá cho nên mình hơi bỏ bê bên đây. Nói chơi 13, 14 ngày thôi chứ thực ra là cái thời gian mình chơi trong game này rất là ít anh em, mỗi ngày mình chơi khoảng cỡ tầm 3-4 tiếng thôi, nhiều khi không tới nữa anh em. Nên làm nhiệm vụ này kia các kiểu rồi xong mình lại ọp để mình làm video tiếp, cho nên là bây giờ làm nhiều game đó, nó cũng hơi bị khó anh em. Mấy ngày mình cũng bỏ rất là nhiều game luôn, giống như là game bỏ bối điện thoại hay là game Play Together đây, rất là nhiều game mấy nay mình bỏ khá là nhiều game. Bây giờ mình nên up con Fubuki hay là mình up cái con vaccine men lên ta, hay là bây giờ mình vô mình up cho con Fubuki cho nó lên trước đi. Vaccine men chắc là phải để sao quá anh em. Những anh em nào mà bình luận để lại cái số điện thoại mình thả tim nè anh em. Đây mình thả tim này là mình đã gửi cho rồi đó nha anh em. Đây bạn SDDDDEDDD nè, đây bạn này mình đã gửi cho rồi nè. Quang Thắng cũng gửi rồi luôn nè. Có một số anh em như Hải Luân thì chưa, để xíu nữa mình xem thử có thì mình sẽ gửi cho bạn Hải Luân. Những bạn nào mình chưa gửi thì mình sẽ chưa có thả tim. Những bạn nào mà mình gửi rồi là mình đều thả tim hết anh em. Đây, Lo Gizu nè, mấy anh em này Hòa Thiên nè. Đây, những anh em này vô chết thử ví Zalo Pay nha anh em. Vô trong cái phần lì xì á, anh em chọn vô cái nút 3 chấm ở trên góc bên phải trên cùng của cái lì xì. Và anh em click vô anh em chọn là mở lì xì đã nhận đó, anh em click vô đó là anh em sẽ mở những cái lì xì đã nhận. Hiện tại bây giờ cũng được khoảng hơn phân nửa mấy anh em nhận được lì xì đã mở rồi, còn số anh em chưa mở nha thì trong vòng mà như là 48 tiếng hay 72 tiếng gì đó là nếu mà anh em không mở thì bên Zalo Pay nó sẽ hoàn tiền lại cho mình sẽ tiếp tục sẽ lì xì cho những anh em khác. Hiện tại bây giờ cái sự kiện này nó diễn ra khá là dài anh em, sự kiện nạp 1k này nó diễn ra khá là dài nha. Đây Huy Hoàng nè, Tuấn Quang, những bạn này là mình đã lì xì hết rồi. Hiếu Đặng Trung, Death Over, những bạn nào mình thả tim là mình đã lì xì rồi nha anh em. Ở đây mình chỉ thả tim những cái bài những video thôi, còn những cái event dự đoán xổ số này kia mình không thả tim.
để không thôi vài bữa nữa mình check những bạn dự đoán chính xác á, mình thả tim cho mấy bạn đó để mình dò lại cho nó chính xác hơn. NGB Kiwi Trọng Nhân Nguyễn nè, những bạn này mình đã lì xì hết rồi, cho nên là anh em nào mà nhận được thì vô mua ngay và luôn nha anh em, xem thử là có ngon hay không. Ok thôi để mình vài bữa mình xem thử, nếu mà vài bữa nếu mà có tiền ở trong ví Zalo Pay nữa thì mình sẽ lì xì tiếp cho những anh em khác. Bây giờ mình tiếp tục mình quét ải để mà mình kiếm mảnh để mình up con Fubuki lên cho nó lên, chắc mình up Fubuki lên luôn quá anh em. Hiện tại bây giờ thì vaccine men thì hiện tại giờ cũng ok, bây giờ phân vân quá anh em, không biết là nên up con nào đây. Thôi mình up cái con Fubuki cho nó lên 4 sao trước anh em, còn vaccine men thì để lên 3 sao, từ từ đi, chừng nào lên 3 sao mình thay thế vô sao. À, hết nguyên liệu anh em, hết nguyên liệu để mà up rồi. Bây giờ mình để mình up con xe đạp lặng thầm này lên luôn, cho nó lên 3 sao luôn anh em. Xe đạp lặng thầm nó hơi bị yếu sinh lý ha, chắc mình phải boost thêm giáp giáp này kia cho nó quá. Kiếm thêm mấy cái trang bị mà có tốc độ với lại giáp này kia mình đeo cho nó để cho nó boost nhanh nhanh xíu. Với lại châu châu hơn xíu anh em ơi, tại giờ con xe đạp này nó hơi yếu sinh lý quá đi. Đây, cứ khoảng cỡ 2 tuần là coi như là đứt bóng rồi nè. Tới bên chưa được cái tool thứ ba nữa đó, bây giờ mình phải đọc cho cái con vaccine ở lộn con xe đạp nó lên. Anh em xem nếu mà có thấy cái gì mình làm sai sai anh em nhớ góp ý với mình ở dưới phần bình luận nha anh em, mình có đọc hết mấy góp ý của anh em luôn á trong cái phần bình luận của cái game One Punch Man nè, mình đều có xem hết, vì vậy mà anh em cứ góp ý cho mình nha. Tôi còn chưa biết mùi nạp đầu là gì nữa nè. Đấy. Ui quên được cái này mình xong rồi, để mình quét tiếp mấy cái bên dưới này, mình kiếm thêm nguyên liệu mình đập cho cái con xe đạp nó lên luôn. Tại giờ còn 30 thể lực nữa. À quên, chết này hút giờ luôn anh em này. Sáng giờ lo lay quay cái bên cái video bên game đảo kho báo hay quên vô nhận thể lực nữa, giờ phải vô nhận lại nữa, tốn 20 kim cương nữa nè. Đây. Tính ra cái game này kim cương nó cũng dễ kiếm hay nè, tính ra kim cương nó cũng dễ cực kỳ dễ kiếm luôn. Anh em chịu khó làm nhiệm vụ lại đi đấu trường quét ải này kia là lên kim cương vèo vèo mà. Đây, mình lên được 1064 kim cương đó nè. Hôm qua anh em xem video kia là mình hết sạch kim cương rồi đó, đó anh em. Thì mình làm nhiệm vụ này kia các kiểu giờ mình lên được thêm một kha khá kim cương nữa. Nhiệm vụ hàng ngày này kia cũng cho kim cương đó nè. Vô xem thử là có bạn bè nào tổ chức tiệc tại nhà được không, mà anh em vô kiếm thêm kim cương để mình xem thử có gì up không ta. Hiện tại giờ bi vàng mình đang sử dụng cái áo này nó hơi thọt quá không ta, để mình xem thử có cái áo nào có tốc độ mình thay cho nó. Con Kabuto Fubuki, Fubuki của mình thì đang dồn hết tấn công cho nó luôn rồi anh em đó, dồn hết tấn công vô trong Fubuki luôn, nhưng mà được cái là nó bị kẹt, cái là tốc độ nó hơi thọt, nó bị thọt hơn cái tốc độ so với mấy con kia cho nên nó không ra được kỹ năng.
game này nhiều. Này chủ yếu là mình chơi xong mình quay video lại nha anh em. Chứ này review thì cũng không phải là review, nó review cũng phải là chi tiết nhiều hơn. Ôi trời, được hai thẻ up sao nè anh em. Hai cái thẻ up sao luôn. Hên dữ luôn anh em à. Ngon luôn. Để xíu lên xem thử cái con gì mình up sao. Ôi được thêm một cái thẻ up sao nữa. À, ngon lành củ hành. Để xíu nữa mình xem thử là có cái gì mình up sao được hay không. Thẻ huy hiệu. Mở tiếp một cái nữa. Trời, tinh thạch. Thẻ SP huy hiệu sơ. Rồi, ok, hết mấy cái vé luôn rồi. Bây giờ mình sẽ vô nhân vật, mình sẽ mở up con nào lên tiếp bây giờ. Mình có nên up sao mấy cái trang bị này không ta? Fubuki. Fubuki, không lẽ bây giờ mình kiếm một cái món nào đó có tấn công với lại tốc độ cho nó ta? Hiện tại bây giờ thì không còn cái món nào mà có thể là cộng cả hai tốc độ với lại tấn công luôn, phòng thủ với lại tốc độ nè. Để mình xem tổng hết đây. Tấn công 3%, tấn công luôn. Không có cái món nào có tốc độ hết anh em à. Tốc độ phòng thủ nè. Mình có nên đeo món phòng thủ với lại tốc độ vô cho nó cứng lên xíu không ta? Mình thấy đeo hết full mấy cái trang bị tấn công này kia cảm thấy nó hơi bị yếu đuối sao anh em. Đây. Bây giờ mình cường quá cái áo này lên. Lấy thêm, khoan, để mình xem con bi vàng đây, mình up tấn công tiếp trong bi vàng đây. Phòng thủ nè. Mình up đi phòng thủ cho cái con bi vàng lên xíu đi anh em. Tấn công. Rồi quỷ Buki này up full tấn công cho nó hết luôn rồi. Bây giờ mình ra mình tăng sao cho nó đi. À, vô kỹ vật tăng sao chuyển thành. Ủa không phải. Ủa cái nào quên mất tiêu trời. À bảo vật anh em à. Ơi tự nhiên cái quên mất tiêu. Fubuki nè. Ở bên này HP với lại phần trăm HP. Con này thì mình up nó lên rồi cho nên nó cực kỳ trâu bò luôn. Bây giờ mình nên up tiếp cho cái con nào để nó trâu một xíu ta. Bây giờ mình có mấy cái huy hiệu nè. Tăng sao có thể đủ nguyên liệu để mà tăng sao nữa anh em. Không lẽ bây giờ mình tăng sao cho cái con bi vàng này lên 2 sao luôn chứ. Tấn công lên thêm 22% luôn. Chắc mình sẽ kiếm nguyên liệu để mà mình đập cho cái con bi vàng nó lên 2 sao luôn anh em à. Thôi tạm thời như vậy đi. Bây giờ mình sẽ dồn cho cái con bi vàng nó lên 2 sao trước đi. Bây giờ mình lấy thêm cái này. Cường quá mình tăng sao cho nó lên thì nó sẽ lên được như phòng thủ lên được 75 điểm rồi anh em. Mình có nên dồn nuôi con bi vàng, tập trung mình nuôi bi vàng không ta? Thôi lỡ rồi, quốc luôn đi anh em, phòng thủ 8% nè. Bây giờ mà lên 11%, lên được 35 điểm. Con Fubuki này xem. Fubuki này có cái này phòng thủ nè anh em. Đây, HP nè, bây giờ mình up này lên được 8 HP. Còn up cái này lên 596 công. Còn này lên 2006. Con Kabuto tấn công hiệu ứng. Cái hiệu ứng này là sao ta? Hiệu ứng kỹ năng của nó là gì ta? Mình cũng không gần cho lắm nè. Chưa kích hoạt được bộ, mà cả bộ giống nhau sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng. À, cái hiệu ứng này là cộng thêm mấy cái bên dưới này nè. Đây, ví dụ như là mặc nguyên set nó sẽ được thêm 10% tốc độ hay gì đó. Thì nó sẽ cộng thêm 5% cái hiệu ứng đó nữa. Đó, thì ra là vậy anh em à. Vậy là mình đeo cái này nó cũng không có tác dụng gì cho máy, tại vì mình đâu có đeo full set đâu anh em. Đây, mình đâu có đeo nguyên set đâu cho nên là nó không có tác dụng nhiều ha. Cái này phòng thủ lại tấn công. Phòng thủ lại tấn công 5% nữa. Fubuki tấn công với lại HP 5%. Mình có nên thay cái này không ta? Nên lấy cái phòng thủ lại tấn công không ta? Hay là mình để cho cái con xe đạp lặng thầm luôn anh em ơi. Để mình xem thử. Hôm qua mình lì xì cho nhiều lắm anh em. Ủa, thằng này nó còn mở ra được đó nè. Sao ở trong này mình không có lít mở ra được. Ở trong đó mình còn lì xì được khoảng số anh em ở trong đó nữa. Thì để mình xem thử. Anh em cứ để lại số điện thoại đi. Khi nào mà có tiền mình sẽ gửi qua cho anh em đi. Mình sẽ lì xì cho anh em đi. Từ đây tới cuối tháng luôn anh em. Cái sự kiện này nó còn rất là dài. Vì vậy mà anh em cứ yên tâm. Từ từ mình sẽ lì xì cho anh em. Để anh em có thể là mua được cái gói này luôn. Để mình xem thử. Hôm nay up tiếp cái gì đây anh em ơi. Tấn công 7414. Ủa HP 7914. Tấn công 5%.
up lên sẽ được 8% nữa. Mà cái con Kabuto này mình thấy đam nó cũng to lắm nha anh em. Được cái là nó chỉ đam đơn thôi, nhưng mà được cái nó to lại nó cũng hơi châu châu đó. Bây giờ không lẽ bây giờ mình thay cái quần này ra ta, cái hiệu ứng với lại một đôi dép nè, thì không lẽ mình thay cái đôi dép này mình lấy cái món khác. HP 5% với lại hiệu ứng, mình lấy chắc mình lấy cái HP 5% này cho nó cứng lên xíu đi. Cái hiệu ứng này thì mình thấy nó không có tác dụng. Đây mình để ý này đi, mình xem thử có con nào mà đeo được full set đó mình thay vô cho nó. Lúc là mình đeo cái con gì đó, Vaccine Man đó, đeo full set tốc độ để mà lấy được cái dòng tốc độ thêm 10% đó nè. Nếu mà đeo thêm cái này vô nó hiệu ứng nó sẽ lên được tới 15% nè. Hiện tại giờ Vaccine Man giờ nó không có đeo đủ full set nè. Mấy cái con kia cũng vậy, đeo từ lưa hộp dưa hết cho anh em, không có mặc đủ bộ hết. Rồi ok, để mình xem thử còn cái gì để mà mình có thể làm trong ngày hôm nay nữa. Hôm nay thì chủ yếu là vô đi quét ải này kia các kiểu anh em ơi. Ngày thứ, bữa nay là ngày thứ 14 rồi anh em. Đề cử nạp đầu gì nè. Đây, định là chơi theo cái hệ nông dân không nạp anh em, mà qua lỡ nạp đầu để mà review cho anh em xem này. Thôi lỡ đây, lỡ là chơi luôn. Ở đây nó bán nguyên liệu này, đấu trường. Ở đây có bán Vaccine Man nè anh em. Đây, mua bằng cái nguyên hiệu. Còn này là 5.000 mấy. Hiện tại giờ mình đang bị thiếu mấy cái nguyên liệu này đó ta. Hiện tại giờ đang còn 5.682 điểm nữa, chưa biết mua gì nữa. Để mình xem thử có gì cần phải mua nữa hay không. Ngày thường nhận. Thôi giờ mình mua thể lực trước anh em. Mỗi ngày mình mua mớ thể lực ở trong này với lại quạt lực này kia để dành. Xíu nữa mình sẽ vô mình quét ở trong cái lớp học. Đó, xíu nữa mình vô mình quét lớp học này, mua cái làm nhiệm vụ anh em. Còn lại chắc là mình mua cái vé hẹn giờ này quá. Mua vé hẹn giờ này vô mình thử, mình quay nhân phẩm xem thử nó ra con Bogot hay không nha. Bogot hiện tại giờ mình đang được 4 cái vé hẹn giờ rồi. Ở đây, mình quay 4 cái luôn anh em. Để mình xem thử nhân phẩm hôm nay nó có hên hay không đó nè. Bỏ qua, trời ơi giờ này mà còn ra mấy con này nữa gì ta. Hình như là mình quay cái vé hẹn giờ này mình chưa ra được một cái con tướng cam nào hết anh em à. Toàn là màu xanh với lại màu tím, thì có màu tím nhưng mà chưa ra được cái màu xa, màu vàng thôi, màu cam thôi. Con gì đây? Trời ơi, lại là một cái con bọ ngựa. À, có nhiều anh em hỏi mình sao quay được cái con vua bầu trời đó nè. Con đó mình không biết nó có mạnh hay không đó. Để cái gì mình rảnh mình vô mình coi thử xíu, mình vô mình coi thử đúng không anh? À, được một con XG nè anh em, mà không biết con gì đây. Để mình list vô mình xem thử coi. Bi vàng đi, lấy mảnh trời, vua thú. Có nhiều, mình thấy nhiều anh em nuôi con vua thú nhiều lắm nha. Không biết là nó có mạnh hay không thì mình cũng không biết đâu, mà mình thấy nhiều anh em nuôi con vua thú lắm. Đó, ok, bây giờ mình sẽ vô trong nhân vật mình xem được cái con vua bầu trời đó rồi ta. Vua bầu trời là con này hả ta? Đây, đúng rồi nè. Con này là con XG. Để mình xem thử. Hình như là mình có nhiều mảnh vua bầu trời lắm thì phải nè. Để mình vô mình xem thử. Nhân vật tăng sao nè. Ủa, ở đây nó không có hiển thị. Bây giờ mình sẽ vô trong cái túi để mình xem thử. Nếu con vua bầu trời này mình nhớ không lầm là mình có nhiều mảnh vua bầu trời. Nhiều lắm nè. Ủa không phải, có 3 mảnh nè, vậy là cái con khác rồi. Mấy cái con nào ta? Mình nhớ có con mình được nhiều mảnh, mấy chục mảnh luôn. Hôm qua mình còn tặng bớt cho mấy anh em khác nữa mà. Con mũi được 37 nè. Ủa, hôm qua mình nhớ có con vua bầu trời màu xanh xanh mà không biết con vua bầu trời nào ta. 18 mảnh nè. Không lẽ mình nhớ lộn ta? Thôi chạy đi nè, bây giờ mình sẽ ra mình soi được cái kỹ năng của con vua bầu trời thử ấy. Như con vua bầu trời nó có khả năng quýnh theo cái hàng dọc thì phải anh em. Mình thấy cũng có nhiều bạn chơi á, để mình xem thử ấy. Tấn công một mục tiêu quay sát thương 100% tấn công cộng thêm 10. À, còn cái này tấn công mỗi mục tiêu cùng hàng dọc 4 đòn. À, tấn công hàng dọc 4 đòn luôn anh em ơi. Quay sát thương bằng 140% tấn công cộng thêm 8, có 50% tỷ lệ khiến cho mục tiêu chính bị choáng đó trong một lượt, không thể di chuyển và không thể bị ảnh hưởng bởi chính xác. À, khá ngon anh em. Cũng có thêm hiệu ứng gây choáng đó nè. Tấn công theo hàng dọc mà tới 4 lần rồi anh em. Mình cũng chưa có sử dụng con này bao giờ cho nên là mình cũng không biết là ngon hay không nữa. Bắt đầu trận chiến toàn phe sẽ nhận được thêm hiệu quả là 20% sát thương trong 2 lượt.
Ái cha, tính ra đeo con này theo là nó cũng êm với bộ cho anh em. Khi mà anh em đem nó theo á thì bắt đầu trận đấu sẽ tăng thêm 20% sát thương trong hai lượt luôn anh em. Nếu mà đeo cho cái này trong cái con bi vàng nó bắn có lẽ như là có vẻ ổn anh em ơi. Đi, có vẻ ngon á, để mình vô trong cái đấu trường mình xem thử là có anh em nào đang sử dụng con vua bầu trời không. Đấu trường nè, đây mình sẽ vô mình các bạn xem top xếp hạng mình xem thử có anh em nào sử dụng ta. Ở đây không có Fubuki bi vàng ghê nó. Samurai nguyên tử ba lỗ với lại con xe đạp lẫn thầm không thấy ha, không thấy sử dụng vua bầu trời ha. Trời Kabuto Matsumaki mình rất thích nhỏ đó luôn em, mình thích lắm nhưng mà quay hoài nó chưa ra được, thích con đó với lại Samurai á, hai con đó anh em. Với con mũi nè, con mũi này không biết là có mạnh hay không mình cũng không biết anh em. Matsumaki nè, hoàng đế di đồng tem nào cũng có bi vàng nha, người ta không ai nuôi vaccine men giờ anh em ơi. Đây ít người nuôi vaccine men với ta, để mình xem thử. Ôi, cái này có 10 top à, còn anh em ơi. Xe đạp bi vàng ở cái này cái gì nè, cái gì à, người gì nè, người bóng lón anh em. À, có con mua bầu trời đấy anh em, đem theo mua bầu trời này chắc là chủ yếu là để boost đam cho con bi vàng quá anh em. Còn biển sâu nữa cũng mạnh dữ lắm, trâu dữ lắm luôn em. Ủa cái con vua bầu trời nó cộng theo hiệu ứng ngon quá mà sao ít anh em sử dụng vậy trời. Để mình xem thử á. Đây ít người xài quá anh em. Vaccine men nè, vaccine men 3 sao này nó không sử dụng Fubuki luôn. Mình thấy nhiều người sử dụng Fubuki và cũng nhiều người không sử dụng anh em à. Đây để mình xem thử. Vaccine men 2 sao nè, Sonic nữa nè. Thì Sonic hoàng đế nhi đồng rồi Kabuto Fubuki 4 sao luôn. Đây mặt nạ. Ủa sao ít người sử dụng cái con vua bầu trời quá anh em à. Có bạn hỏi mình sao mà ra được cái con vua bầu trời hay gì. Rồi vua bầu trời 4 sao nè anh em. Mình thấy cái hiệu ứng cộng thêm 20% sát thương của con vua bầu trời là cực ngon nha anh em.
trang này như là đến trăm mấy chục mảnh anh em có thể mà mua được một cái ngoại trang của mấy con tướng Fubuki như nào. Fubuki là có ngoại trang đó anh em. Đó, ok. Thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm nhiệm vụ nha anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái tựa game One Punch Man này. Và anh em nếu mà có đóng góp ý kiến gì đó thì anh em cứ góp ý bên dưới cho mình nha. Mình có thể là hoàn thiện hơn và làm video ngày càng hay hơn cho anh em xem. Và nếu anh em muốn mình review ad của anh em hoặc là test ad này kia đó, để mà up lên chia sẻ với cho những anh em khác để vô góp ý này kia, thì anh em cứ gửi ở dưới, gửi qua Facebook cho mình nha. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video One Punch Man ngày hôm nay ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Và anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em nha.